Hello everyone. Okay, today we will learn English together, right? So now let's see our lesson together. Okay, today we learn about Unit 4, Nationalities. Lesson 2, Are you Cambodian? Good job. A, listen and say. Textbook page 48. Good. Thế ngày nay nè, cô nâng bằng riêng ông phì chùm nói ế. Đáp hai như vậy. Sịp hơi bốn tùm bò tí sai sắp rạm bầy. Chà, nè cứ chi sịp hơi bò dưỡng tùm bò tí sai sắp rạm bầy nè. Nhưng chân dân bạc tư tùm bò tí sai sắp rạm bầy. Dưỡng nâng khơi miền ca xong tình niềm muối nơi kháng kéo chùm nói ế. Chà, nhưng chân dân bàn riêng phì sinh chiệt hơi ca phì mình sơ mánh. Dưỡng nâng mơ chùm mùi nâng khỉa nè. Dân cho nắm bí rư, cho nắm ở với đây dân mà riêng cao bí mình sợ đại lực tế, ok? Chà, before we go into learn, teacher also want everyone to know about our objective. Ok, number one, do conversation in the textbook page 48. Chà, cô bấm nón tìm mùi nó cư dân. Từng ọc nghĩa trời chết thua ca xong tình nghĩa nơi khuôn sư phật búng tùm bò tì xa sắp rộng bầy. Chà, bật tọa bề đến hai dân trời chết thua ca xong tình nghĩa năng nét. Number 2, learn English, Chinese and Cambodian in the conversation. Chà, sớt riêng biết English, Chinese and Cambodian bằng thaym tiết nơi khuôn ca xong tình nghĩa. Chà, dân riêng bằng thaym tiết nét. Bố nó không ca xong tình yêu bao giờ. Cứ miễn biệt tình ở nâng, ok? Tiếp. Number 3, do conversation with parents or with friends. Chà, bằng tọa bị dân riêng ở hỏi. Cứ nhạc rù đùm rợi ở bốn. Chết thua ca xong tình yêu chứ mùi ở bụng mặt đáy. Rước còn mệt phẹt. Chà, nít là xa dân riêng tạm online nè. Nhưng chẳng bạn tọa bì điên còn ai pra ca xong tình yêu ní cho mùi ở bụng bò dương, ở bụng đài bò dương á. Rồi còn mệt phẹt bò dương. Chà, thay mong bò mong xây bò dương tiết các bạn đài nè. Ok. Nè. Mình chắc môn bè dân cho tự riêng có chờ trong ở con chết biện ní mùi đài. Chà, mình chắc biện ní dân ăn tặng ở khí nè. Dân ăn thá. Vì à. Mà đồng tiết. We are. One more time. We are. Chà, we are. Cứ mình này thả bộ dường. Cứ chìa. Chà, we are. Mình này thả mấy con. Bộ dường. Cứ chìa. Chà, lỡ dân mờ. Chà, we are. Cứ dân thì giấy. Tờ lơm. Cứ dân khuôn anh. Cứ chân nhận giấy. Bên tái cứ mình chùm nuốn. Lỡ pi mình nẹ. Mình này thả pi nẹ lá. Làng từ chà chứ dân ăn thăm mấy con vì à mình này thăm mấy bộ dương cứ chìa chà cứ dương vì dây luôn ai nè bàn tay kia dương mình tập được mà nè làng từ pì nè lá làng từ chứ cái ăn thăm mấy con bộ dương cứ chìa pì sao lại thăm mấy con vì à chà ăn bắt đầu tiện mỡ vì à chà lo mình tên mình mình nấu mà nè làng từ con chắc pì nè lá làng từ chà ok à lấy nhưng mà rụp hiệp nì dựng màn điên hai mình ớt dựng score ớt quả chía chân chịt ấy con yes Cambodian very good tỏ à lấy nhưng mà ca xong tình yêu tình ọc nìa ok ok here right now we read tỏ à lấy nhưng à next là teacher ok hello I am Cambodian. One more time. Hello. I am Cambodian. Okay, now we're together. One, two, three. Hello. I am Cambodian. Very good. Now your turn to read. Tỏ đầu vên dương án thì cho rộp ai nè. One, two, three. Again,
Very good. Nhưng chắc là phần này dùng chụp kế, nhưng anh dạy bàn, dạy tới căn kế. Hello, I am Cambodian. Chà, dùng phép thác. Sức đây, nhóm cư chiều chuyên triệt Campuchia. À đó, chúng mời kế trò tọa mà dùng mình nhé. Ok, nếu chiều chuyên triệt ấy con chàm ớt. Very good. Chuyên triệt English. Biết sang lại thầm ấy. English, right? Ok. Chắc là phải được quả khởi nhớ của quả dạy một mình. Dạy thầm mấy con. Hello, I am English. Again. Hello, I am English. One more time. Hello, I am English. Good job. Chắc là phải được dân hello tới đại kế. Thay dân chỉ chuyên trịt Campuchia. Kế câu hello mà đại dân vinh hai cái phép sinh chít rồi bỏ kỳ. Kế sinh chít ấy con. Sinh chịt on clay. Ok, à lấy đi cho rốt cô này ăn nè. 1, 2, 3. One more time. Very good. Now we're together. Chà, tỏ lấy ăn cho mình đã cơm đón tiết. 1, 2, 3. Hello, I am English. Very good. Next. Okay. Okay, do you remember about this picture? Very good. We call we are. Okay. Now let's see. Okay, this one. We did hi. Again. Hi. Okay, here. We are Cambodian. Hi, we are Cambodian. Chà, thầm mấy. Sức đây, bụi dưỡng cư chí ở chân triệt Campuchia. Chà, bụi quạt mình khỉa bình nhé. Quạt bạp tháng, bụi dưỡng chí ở chân triệt Campuchia. Ok, chắc bọn đồng này quạt chụp kế cái gì thầm mấy con. Quạt dây thầm mấy. Quạt dây ta. Hi, we are Cambodian. Ok, lấy đi ăn thầm mấy con. We are. Ok, bọn đồng tiên mất. We are. Chắc hàng khỏi ní Cambodian. Cho ní anh ta hi. Tỏ, anh lấy chẳng ăn. Hi, we are Cambodian. Very good. Ok, now your turn to read. 1, 2, 3. Tỏ, anh lấy bụi dân ăn nát đi chờ. Nè, chẳng ổn là sò ai. Bắt đầu tiết. Good job. Okay, now we read together. Tỏ an tặng ở khía. We chờ rồi á. Mùi, bì, bay. Hi, we are Cambodian. Good job. Next. Okay, this one called Chinese, right? Okay. This one, how to read? Okay. Hi, right? So now we read. Hi, I am Chinese. Again. Hi, I am Chinese. Very good. One more time. Hi, I am Chinese. Very good. Now your turn to read. Tỏ ở lớp đầu bên dương mà đón thì cho rộp ai nè. 1, 2, 3. Again. Good job. Now we read together. 1, 2, 3. Hi, I am Chinese. Very good. How about here? Hi, we are Cambodian. Hi, I am Chinese. Very good. Okay. Chẳng thằng lời ní cứ bộn bằng khởi được phép. Nâng khởi ca sân tình yêu bảo phụ quân. Khang cao ní cứ đo quên dường một đồ. Ok, dường mùi tự ở khởi nhìn nét. Chà, ní cứ chưa được phép. Bờ chân chiếc Campuchia. Chà, ní cứ chưa được phép. Chân chiếc Anglais. Ok, mà đồng ní cứ trở dường đà tù nét. Ok,
Okay, bữa sân chị dưỡng đá tua chung mùi bà ná còn đằng ớt. Đá tua chung mùi ốc phá rồi còn mạng bọn pro, bọn sấy rồi còn ồn bọn dưỡng chẳng ná. Đại bà tè chung mùi khí nế. Dưỡng đá tua, bữa sân chị con dô chân chị Campuchia. Ai mạ rồi còn phá dưỡng dô chân chị Anclés. Bọn dưỡng dô chân chị Anclés. Ai phá rồi bọn rồi còn mạng bọn dưỡng dô chân chị Campuchia. Ok, chẳng nhìn dây thầm mấy cốt. Thì chợ đã hello ấy. Chúng cô một bình khuôn ai, một bình ấy là ní. Tam ca xong tình yêu bao giờ. Hello, I am, ok. I am Cambodian. Chà, chúc thằng này vĩnh. Chờ mình hello đài, hello ấy kia ní. Hello, I am ơi, đã màu. English ấy chẳng tay nét. Chà, chẳng lại ní. Dân thuộc ấy. Chà, cứ dưỡng thuốc ca xong tình yêu. Chị mua nhà cái con. Chị mua ở bục mặt đáy. Rư cò bọn pro, bọn sấy, bọn pro, bọn sấy bỏ dưỡng. Đại nơi tiết chía. Chị mua, chà. Bữa xong thì dưỡng đa tua thua chị Campuchia. Ai có đa tua thua chị ấn. Ấn khlê, chà dưỡng đô khuyên mà đâu mà nẹ mắt á. Chà, chẳng hói. Hụi tới thua mấy tiền. Cứ trở tại thoát chi video hai phía nhà mà ai cửu vinh đầm bấy thì chợ đằng tha cốt màn thơ vi hai hai trầm trời hai. Ok chà chắc thì chợ mình hello áo cốt màn thay biết khuôn ai mình thay mấy cái I am a màu. Ok nè here right hai hai kế dừng mờ hai đài mình nè. Ok hai hai kế ní chân chịt ai cốt chân chiết Chinese chân chiết chân chắc nhận đã máu hai cái kề màu. Ok cái này ní chà hai cái pin nhé dừng phá pin ấy nữa chà vi à cái mơ rụng năng máu vi à Cambo bồ điên chắc cái này ní có đôi kề đài cứ dừng thua ca son tình nghĩa cho mùi nắng ở bục mặt đáy rồi có bong pro bong sợi được bỏ dưỡng chà hai phần nhà trên video ở chờ. Ok next chà ní kê con please write down in your exercise book chà xong ở dưỡng sẽ đặt luôn sự phơi lúng hát rồi bỏ dưỡng mình được chị ấy kế number one hello I am Cambodian good job number two hello I am English number 3 hi we are Cambodian number 4 hi I am Chinese. Ok chẳng là ní dân cót đã không xịp hơi lốm lùm hạt hai phía nhà mà ở chờ vinh nằm bờ chờ cài ào trong này ở video khăn lờ mình cứ ở dân thoát chi video bằng cá xôn tình yên hai thoát mà ở chờ vinh nha phía chi video ở chờ vinh. Ok so the last one teacher want to say thank you and say goodbye.